Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một thủ thuật nữa trên ứng dụng Instagram, đó là hướng dẫn cho các bạn đăng xuất tài khoản Instagram từ xa. Thì nếu bạn đăng nhập tài khoản Instagram trên thiết bị bất kỳ không phải của mình và quên đăng xuất, thì bạn có thể hoàn toàn đăng xuất tài khoản Instagram từ xa thông qua tính năng lưu trữ các phiên bản đăng nhập. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong video này nha. Thì đầu tiên các bạn phải mở ứng dụng Instagram lên. Thì tại trang cá nhân này các bạn hãy chọn biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải màn hình điện thoại. Sau đó các bạn bấm vào phần cài đặt ở phía dưới điện thoại. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào bảo mật. Trong phần bảo mật này các bạn hãy nhấn vào hoạt động đăng nhập. Thì như các bạn có thể thấy, đây là những phiên đăng nhập của mình. Thì các bạn hãy lựa chọn phiên đăng nhập mà bạn cần đăng xuất. Ví dụ như mình sẽ đăng xuất một cái phiên đăng nhập của mình, thì mình sẽ nhấn vào biểu tượng ba chấm ngang ở cái phiên đăng nhập đó, các bạn nhấn vào. Cuối cùng bạn chỉ cần xác nhận vào đăng xuất để thoát tài khoản Instagram hoàn toàn, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chỉ cần nhấn vào OK. Thì như vậy là chỉ 3 bước đơn giản, bạn đã đăng xuất hoàn toàn tài khoản Instagram từ xa rồi. Nếu các bạn chưa làm được, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn.